Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, chủ đề bài Thế giới trong mắt em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 4, Hỏi mẹ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Các em hãy quan sát bức tranh dưới đây và cho cô giáo biết em thấy những gì trong bức tranh. À, các em ạ, à, ở đây yêu cầu em quan sát thấy gì trong bức tranh và hãy nói về một trong những điều em thấy các em ạ trong bức tranh đó là hình ảnh bầu trời ở đây hai mẹ con đang ngồi và cùng nhau quan sát bầu trời đấy các em ạ vậy chúng ta thấy ở trên bầu trời thì có những đám mây đang trôi và ở đây có hình ảnh những ngôi sao ở đây là hai mẹ con đang ngồi ngắm bầu trời vào buổi tối đấy các em ạ và ở đây xa xa chúng ta nhìn thấy đó là hình ảnh ở mặt trăng và trong mặt trăng này thì có hiện ra hình cây uh, cây đa và ở dưới gốc cây đa thì có hình ảnh chú cuội đấy các em ạ. Và ở đây chính là hình ảnh một chiếc máy bay đang bay vào vũ trụ đấy. Vậy ở đây bạn nhỏ đã hỏi mẹ những gì? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay, đó là bài hỏi mẹ Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần luyện đọc. Trước tiên các em hãy nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ này nhé. Hỏi mẹ Ai quạt thành gió, thổi mây ngang trời Ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế Ông sao thì bé, trăng rằm tròn to Cuội ngồi gốc đa, phải chăn châu mãi Mẹ ơi có phải Vội buồn lắm không Nên chú phi công Bay lên thăm cuối Bài thơ này của tác giả Nguyễn Xuân Bồi Như vậy là các em vừa lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ hỏi mẹ Để đọc tốt được bài thơ này Các em lưu ý khi đọc chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Và lưu ý đọc cho đúng nhịp thơ ở đây chúng ta phải ngắt hơi ở cuối mỗi dòng thơ và nghỉ hơi ở cuối khổ thơ các em nhé như vậy chúng ta thấy ở đây là chúng ta cần lưu ý luyện đọc cho cô giáo một số tiếng từ khó sau các em hãy đọc thầm theo cô gió gió trời xanh trời xanh Trăng rằm Trăng rằm Chăn trâu Chăn trâu Lắm Lắm Nên Nên Lên Lên Như vậy ở đây hai chữ nên Nhưng chúng ta đọc phân biệt ở trên này là chữ nên và ở dưới này là lên. Cô mời các em hãy đọc lại cho cô giáo những tiếng từ này. Gió, trời xanh, trăng rằm, chăn trâu, lắm, nên, lên. Vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc xong một số tiếng từ khó ở trong bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần đọc thơ các em nhé. Bài thơ này có được chia làm 3 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất gồm 4 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai gồm 4 dòng thơ tiếp theo và khổ thơ thứ ba là 4 dòng thơ cuối cùng. Như vậy các em thấy mỗi một khổ thơ có 4 dòng thơ và mỗi một dòng thơ có 4 chữ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một nhé trước tiên các em cùng nhau luyện đọc khổ thơ 1. hỏi mẹ ai quạt thành gió thổi mây ngang trời ai nhuộm mẹ ơi bầu trời xanh thế ở khổ thơ thứ nhất các em cần lưu ý cho cô giáo từ sau các em cần hiểu nghĩa đây trong bài từ nhuộm em ạ à, nhuộm ở đây có nghĩa là làm thay đổi màu sắc bằng thuốc có màu được nhuộm thành màu khác thì gọi là nhuộm đấy các em ạ. Ta cùng nhau đọc lại khổ thơ một nhé. Hỏi mẹ, ai quạt thành gió, thổi mây ngang trời, ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau đến đọc khổ thơ thứ hai. Ông sao thì bé, trăng rằm tròn to, cuội ngồi gốc đa, Hải chăn châu mãi Ở khổ thơ thứ hai Các em cần hiểu cho cô giáo nghĩa của từ trăng rằm Các em ạ à, Trăng rằm ở đây là trăng vào đêm 10 năm âm lịch hàng tháng đấy các em ạ à. Rằm ở đây có nghĩa là ngày 15 Và cứ 15, ngày 15 âm lịch hàng tháng Thì trăng rằm rất là tròn và to Vậy các em đã hiểu nghĩa của từ trăng rằm chưa? Tiếp tục bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ ba nhé. Mẹ ơi có phải cuội buồn lắm không? Nên chú phi công bay lên thăm cuội. Ở khổ thơ thứ ba các em hiểu cho cô giáo từ cuội. Cuội ở đây nghĩa là nhân vật trong chuyện cổ tích. Thì chúng ta đã được nghe câu chuyện ngồi cuội ngồi gốc cây đa. Và chúng ta thấy là chuyện cổ tích về chú cuội ngồi gốc cây đa ở trên cung trăng thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều và hôm nay chúng ta quan sát được hình ảnh chú cuội ngồi trong uh, dưới gốc cây đa và khi, khi đêm trăng rằm thì chúng ta nhìn thấy rõ nhất các em nhé vậy là cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc từng khổ một trong bài đấy các em hãy tìm cho cô giáo và cuối các dòng thơ, những tiếng có cùng vần với nhau. Xem ạ, trong bài thơ ta tìm được những tiếng cùng vần với nhau. Cuối cùng vần với nhau đó là tiếng không và tiếng công. Hai tiếng này đều có cùng vần ông đấy. Tiếp tục đó là tiếng trời. ơi. Hai tiếng này đều có vần ơi. tiếng mãi và tiếng phải. Hai tiếng này đều có cùng vần ai. Tiếng gió và tiếng to. Tiếng này cũng chung âm o. Cô mời các em hãy đọc lại những tiếng này nhé. Không, công, trời, ơi, mãi, phải, gió, to. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài trước khi chúng ta chuyển sang tìm hiểu nhé. Hỏi mẹ, ai quạt thành gió, thổi mây ngang trời, ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế, ông sao thì bé, trăng rằm tròn to, cuội ngồi gốc đa, phải chăn trâu mãi, mẹ ơi có phải. Cuội buồn lắm không? Nên chú phi công Bay lên thăm chú như Vậy là cô và các em vừa cùng nhau Luyện đọc xong phần 2 Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau Tìm hiểu nội dung của bài đọc này nhé Chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi sau Bạn nhỏ có những thắc mắc gì? À các em ạ à, Khi bạn nhỏ ngồi ngắm Bầu trời cùng với mẹ thì bạn nhỏ đã thắc mắc rất là nhiều điều. Cụ thể ở đây là bạn nhỏ đã thắc mắc là ai quạt thành gió, tức là khi bạn thấy có gió mát thì bạn lại hỏi là ai quạt thành gió. Ai nhuộm bầu trời? Khi bạn quan sát thấy bầu trời có màu xanh và chuyển sang ban ngày thì màu xanh và ban đêm thì chuyển thành màu đen thì bạn lại nghĩ là ai nhuộm bầu trời đấy em ạ. Uh, ngôi sao thì bé Tức là ông sao ấy Thì bạn ấy nhìn thấy rất là bé Và ông trăng thì lại rất là to đấy, Như vậy là bạn thắc mắc là uh, Tại sao ông ông sao thì bé Mà ông trăng thì to Chú cuội có buồn không đấy, Tức là bạn ấy đã Quan sát bầu trời Thì bạn ấy thắc mắc rất là nhiều điều Và đã hỏi mẹ của mình đấy Theo em bạn Theo bạn nhỏ thì vì sao chú phi công lại bay lên thăm cuội à, các em ạ à, theo bạn nhỏ thì bạn nhỏ nghĩ là chú phi công nên thăm cuội vì uh, cụ sợ cuội buồn đấy vì cuội ở trên cung trăng có một mình thì cuội cảm thấy rất là buồn tẹ buồn chán và bạn uh, nhỏ đã nghĩ là uh, hỏi là vì sao chú phi công lại nên thăm cuội và bạn đã nghĩ là chú phi công nên thăm cuội vì sợ chú cuội buồn đấy vậy em muốn biết thêm điều gì về thiên nhiên à, như vậy ở thiên nhiên của chúng ta có rất là nhiều điều kỳ thú mà chúng ta có thể muốn khám phá và tìm hiểu vậy thì chúng ta muốn biết điều gì về thiên nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, chia sẻ với bạn bè của mình hoặc chúng ta có thể hỏi cô giáo của mình về những cái điều em uh, muốn biết về thiên nhiên nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 5. Phần 5 yêu cầu như sau: học thuộc lòng bài thơ. Như vậy ở trong bài này yêu cầu các em phải học thuộc lòng cả ba khổ thơ trong bài thơ đấy. Vậy để học thuộc lòng được bài thơ này, các em hãy đọc đi đọc lại nhiều lần và về nhà chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc để hôm sau chúng ta sẽ học thuộc lòng được bài thơ này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài thơ này một lần. Hai quạt thành gió, thổi mây ngang trời, ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế. Ông sao thì bé, trăng rằm tròn to, cuội ngồi gốc đa, phải chăn trâu mãi. Mẹ ơi có phải, cuội buồn lắm không, nên chú phi công, bay lên thăm cuội. Về nhà các em hãy học thuộc lòng bài thơ này nhé. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 6. Phần 6 yêu cầu như sau. Quan sát tranh và nói về một hiện tượng thiên nhiên mà em đã thấy. Các em ạ, ở trong bức tranh đó là một số những hiện tượng thời tiết thiên nhiên của chúng ta đã từng gặp. Ví dụ như bức tranh ta quan sát thấy là mặt trời rất là trói, trói trang đây chính là hình ảnh trời nắng nóng tượng nắng nóng vào mùa hè và đây là hiện tượng trời mưa to sấm xét rất là nguy hiểm đây là hiện tượng trời mưa rào đây là hiện tượng các cầu vồng sau mưa và đây là hiện tượng gió to bão gió to gió lớn hay bão đấy các em ạ vậy chúng ta thấy là hiện tượng thời tiết này hiện tượng thiên nhiên này thì chúng ta đã biết được ở có trong cuộc sống của chúng ta vậy thì các em hãy chia sẻ quan sát và chia sẻ bạn bè của mình em này em nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên bức tranh em biết gì về những hiện tượng thiên nhiên đó hiện tượng thiên nhiên mà em muốn nói là hiện tượng gì vậy thì ở đây chúng ta cô giáo có thể làm mẫu như sau vừa cô đã nói với các em đây là những hiện tượng thiên nhiên nào rồi bây giờ cô giáo ví dụ như hiện tượng thiên nhiên là tiết bị mưa bão gió lũ bão lũ đi ở đây chúng ta thấy là hình ảnh gió này lốc xoáy này làm cho cây cối nghiêng ngả hoặc là hiện tượng mưa nhiều thì sẽ tạo thành lũ lụt hiện tượng như thời tiết nắng nóng thì có thể tạo khô hạn nứt nẻ ruộng đồng xét thì sẽ tạo ra tiếng động rất là nguy Uh, cuộc sống của con người vậy là chúng ta sẽ uh, chia sẻ với bạn bè của mình về cái gì mình quát, quan sát được trong bức tranh các em nhé như vậy là cô và các em vừa cùng nhau học xong bài bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ nhé hỏi mẹ ai quạt thành gió thổi mây ngang trời ai nhuộm mẹ ơi bầu trời xanh thế ông sao thì bé trăng rằm tròn to quậy ngồi gốc đa phải chăn trâu mãi mẹ ơi có phải quậy buồn lắm không nên chú phi công bay lên thăm cuội tiết học của cô hôm nay đến đây là hết thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.